Một chiều mưa trong lòng anh thấm bao nỗi sầu. Ôi trời ơi. Dù không đau nhưng giờ anh vẫn nhớ. Ngày em đi chưa kịp ôm cái ôm ra từ. Lệ hoen mi phần hồng nhan kém duyên. Em đi ngang đời anh như gió bay qua trời. Đưa đôi tay nhưng không thể vỡ lấy. Vậy đành thôi nhìn theo người đi. Khi đã xa mặt trời chỉ còn anh với những mong mơ lặng thinh. Anh đánh cắp tao, tao đánh chúng mày. Giờ lòng đau theo những trời ơi mày ngu mày chết mẹ mày đi. Vâng như thế, ly cà phê hàng ngày sẽ vâng như ghế. Trong thì cơn gió lay. Em là ai mà sao không mau lại đây để ta cùng tay cầm tay dòng chơi mọi nơi đằng đông đằng tay cho hết thắng. Rồi, ok, hello anh em nhé. Và chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình nè. Ấy chà, lỡ tay. Sorry anh em rất nhiều nha. Đáng ra là support chúng ta không nên làm vậy. Nhưng mà ai biết được anh em à, vô tình cái đòn đánh thường của tôi nó đã đủ đam và đã kill thành công Toro team bạn rồi. Ông em nay thì tôi không biết, thôi xong rồi, lữ bố xuống rồi, thôi chạy anh em ơi, support cắm đầu chạy trước là có thật anh em à. Đây rồi, ui dồi ôi, kéo cái gì vậy, ráng lên nào Slim ơi, có giết được hay không đây. Ui Slim tóc biến lên, đang định chơi thua đủ với lại Phoenix team bạn. Nhưng mà quá đen thay là Toro nó có cấp cứu. Đây rồi, Island team tôi đã giết được thành công Phoenix rồi. Ôi về đi mà, đừng, rồi thôi xong mà cái này là không cứu rồi anh em à. thôi bỏ. Cái đầu xanh nó sao tim tôi nó máu dữ vậy. Đáng ra cái pha giao tranh vừa rồi đấy, thấy lữ bố xuống thì nên cắm đầu chạy về trụ đi. Bởi vì thứ nhất là tôi cũng sắp hết mana rồi, làm sao mà tấn công được. Đây rồi, Toro bật ngay chiêu 2 miệng khống chế và đã thoát khỏi chiêu cuối của tôi. Cái vị tướng Grack này á, thật sự phải nói với anh em là một con bài vô cùng là nguy hiểm. Nhưng mà từ khi, đây rồi, từ khi mà cái phù hiệu hỗ trợ mà giải khống chế á anh em, đó, cái phù hiệu hỗ trợ này nó ra mắt, thì cái chiêu cuối của Grack, hay nói cách khác là những cái chiêu cuối mà có khả năng khống chế ghê gớm, trừ Alistar với Aram ra, thì nó không còn tác dụng quá chi là nhiều nữa, đó. Cho nên là mình nghĩ rằng khi mà anh em chơi những vị tướng support mà anh em muốn rằng là team mình lúc nào cũng sẽ nuột nà trong giao tranh, tức là không bị một cái gì cản lại cả và cứ thế thừa thắng xông lên, thì mình nghĩ rằng anh em nên lên cái phù hiệu giải khống chế nha. Cái này là theo mình thôi, còn tùy trận đấu nữa. Ví dụ như anh em trong trận đấu đó anh em gặp Ngộ Không hay Batman thì bắt buộc, đây rồi, mày thích phương thiên hỏa kích với chúng tôi hay không đây, kéo vũ trụ hút sắp mặt. Ui trời ơi, ui sorry, trời ơi, đàm to quá anh em à, có lên quỷ diệt đâu, còn cái này nữa thì là double kill. Ôi không sao, lộn, cái này là phải nhường cho AD rồi AB rồi. Rừng team mình chứ, double kill cái con mẹ mày ở Widow mắt à. Rồi, nói còn một chút về cái vị tướng Grack này nè. Thực sự ra con này cũng không có gì là nói quá nhiều anh em à. Chỉ cần anh em địa, chúng ta có thể gọi là địa những thằng nào mà anh em kéo. Và anh em phải đặc biệt cân nhắc cái việc gì, đó chính là anh em phải đoán được cái nước đi của đối phương, thì lúc đó chúng ta mới kéo chuẩn được. Đó chính là lý do vì sao anh em thấy những bad Grack họ kéo rất là chuẩn xác, là do là họ đoán trước được cái hướng đi của mình, và sau đó họ chỉ cần dùng chiêu 2 và kéo trúng cái hướng mà mình sẽ đi là coi như là chúng ta đã bị lụm rồi. Đó, vậy thì muốn chơi tốt được vị tướng Grack này, đầu tiên là chúng ta phải biết được cái mẹo đó, đoán trước được đường đi nước bước của đối phương. Thứ hai nữa là phải chơi nhiều con này lên em à. Chơi tầm 5-6 trận là tôi nghĩ là anh em đã quen rồi. Cái gì vậy, tôi support đó mấy cha mấy anh hai à. Tóc biển chiều cuối lên hút quá hay đi. Toro tiếp tục dùng chiêu cuối kép gấp cho team bạn. Tôi kéo Natalia, có giết được Natalia hay không đây. Tiếp tục là Amelie lao vào trả sát thương. Double kill dành cho team tôi rồi anh
em ơi. Nhưng mà Amelie đang đơn độc, Amelie có giết được ai hay không đây? Quá hay, một pha phải nói là giao tranh phản ganh rất chi là tuyệt vời đến từ vị trí của rừng team tôi. Và đây AD team bạn chạy hộ nhá, dùng chiêu hai kéo quá tuyệt vời. Ai lệch bọc sau nữa tôi tăng trụ luôn. Ôi trời ơi, lại lỡ tay nữa rồi. Cái gì vậy trời, mình nhớ là mình cầm ngọc support rồi mình lên miệng không chế, mà làm gì có lên quỷ diệt đâu mà. Thôi, cái này gọi là ông bà cho thì mình ăn anh em ơi. Đừng có chê người ta bảo là hồi lòng đây ha. Chơi được vị tướng Crack tốt. Ngoài cái việc mà anh em sử dụng chiêu 2 một cách chuẩn xác á, thì anh em còn phải sử dụng được cái combo chính là chiêu cuối tốc biến, thì anh em mới gọi là chơi tốt được vị tướng Crack này. Đấy, và mặc dù rằng là cái việc mà chiêu cuối tốc biến trong những cái phiên bản hiện tại này nó đã thực sự là khó rồi. Bởi vì sao? Bởi vì đã có cái phù hiệu miễn nhiễm khống chế, cho nên cái việc mà anh em tạo đột biến trong giao tranh nó sẽ rất là khó nếu như mà support team bạn lên cái miễn nhiễm khống chế nha. Nhưng không sao cả, chúng ta cứ chơi. Đây rồi, mày chạy hộ bố mày cái, đây, kéo vô nè, hút nè, ui rồi ôi, nó lại chạy ngược đằng sau lưng tôi à. Thôi một pha bóp Island team tôi rồi anh em à, tôi lỡ tay kéo và thấy là Island không combo được. Thôi, pha này kéo nó hơi ốc chó tí, giờ kéo con bò nè, kéo chơi thôi anh. Đấy, anh em có thể thấy rằng nãy giờ là tôi là một khi kéo là phải trúng. Đó chính là lý do vì sao mình cần anh em phải biết được cái mẹo khi mà chơi Crack, đó chính là đoán trúng được cái đường đi nước bước của đối phương nha. Đấy, ví dụ như cái pha vừa rồi anh em thấy Phoenix nó lướt qua tường đúng không, thì anh em đoán chắc chắn rằng nó sẽ phải lướt qua tường, thì anh em canh ngay bờ tường bên kia, anh em dùng chân hai anh em kéo là đảm bảo anh em kéo trúng nha. Đó rồi, còn bây giờ thì ở ngoài mid thì team bạn đang cố gắng lấy đi cái trụ đường giữa rồi. Có vẻ như team bạn nãy giờ đang rất là khao khát lấy cái trụ đường giữa, bởi vì team tôi lấy quá sớm ha. Còn bây giờ thì Alan team tôi đang bị dí một cách sấp mặt đây, cố gắng lên nào. Đây rồi, tôi phát hiện ra vị trí AD team bạn kéo quá hay, đi tiếp tục là dùng chiêu cuối tốc biến lên luôn, khóa thành công Todo nè. Natalia đứng đằng sau sẽ thương rất là nhiều đi. Alan bắt đầu bật chiêu cuối rồi, team tôi đang phản ganh rất chi là tuyệt vời đi. Ui rồi, Amelie quá hay đi, combo thành công vào rừng team bạn. Tiếp theo nữa là Island vẫn còn sống sót và đã giết được luôn cả Natalia rồi. Còn bây giờ thì Toro đang khá ít máu, nhưng có chạy được hay không đây? Khi chiêu 2 của tôi kéo về nè, dùng chiêu 1 câm lặng, tiếp tục là Toro dùng bo rắm, dùng chiêu cuối để câu kéo. Nhưng câu kéo có được hay không đây? Thôi, bỏ đi Amelie ơi, đúng rồi, bỏ đi, chạy đi, đừng làm như vậy bạn ơi. Rồi thôi xong, bỏ mẹ rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, bão táp mưa xa, mày tha cho tao đi mà. Đừng, trời ơi, rớt mẹ cái nịch rồi. Còn cái nịch anh em mà đậu xanh kêu là Amelie là bỏ đi, đừng có chơi mà Slim bắn quá rác và khiến cho Natalia mẫu tuột không phanh. Không sao cả, trận đấu này Slim xanh rồi anh em à. Đấy, không muốn công, nãy giờ tôi support một cách chân chính. Đấy, có những pha kéo vô cùng chuẩn xác. Bây giờ thì team tôi chơi rất là dễ anh em à. Đó, anh em thấy cái con Crack này chơi như thế nào? Chơi dễ không? Quá là... cái gì vậy? Thôi bạn ơi, mình biết bạn xanh, nhưng mà làm sao mình solo với Lưỡi Bố khi mà Lưỡi Bố có chiêu cuối chiến thần chứ? Bây giờ Alan đang áp sát đây, Alan có giết được hay không đây? Và câu trả lời cuối cùng rằng là Alan không áp sát anh em à. Chiêu đâu mà áp sát. Đó, rất là may mắn thay ở trận đấu này có Amelie và Alan nha anh em ơi, chứ không thì chắc là team tôi cũng còng lưng ra mà gánh team đấy anh em à. À không, tức là ý của tôi nói rằng là team tôi sẽ khó khăn trong cái việc giao tranh. Bởi vì anh em thấy không, team bạn quá chi là cứng cáp và đam cũng nhiều nữa. Phoenix thì có khả năng outplay quá tốt, nếu như mà không sóc đam được Phoenix ngay lập tức thì gần như là anh em sẽ thua ngay đó. May mắn ha. Rồi, tiếp theo nữa thì mình sẽ nói qua về cái vấn đề bu đồ nè, bu ngọc và bu phù hiệu cho anh em nghe nhé. Về cái vấn đề bu đồ và bu phù hiệu ấy, thì mình lúc nào cũng để tầm 2-3 phút đầu game cho anh em tham khảo. Và anh em cứ yên tâm đi. À đây rồi, chiêu cuối tóc biến ở đây bài. Chiêu cuối tóc biến ở đây bài. Chiêu cuối tóc biến nè, sẵn tiện ăn luôn con kinh công. Nhưng mà Toro hút quá hay và dùng chiêu cuối, tôi bắt đầu tấn công vào con kinh công. Phải cướp cho bằng được con kinh công này, dùng chiêu 1 nhưng mà không đủ đam. Và cái kết cho cái thằng cướp kinh công là đầu xanh nó sắp mặt rồi, vẫn cố gắng kéo thành công ở đây team bạn. Quyền Vương kết thúc quá hay đi. Tiếp theo là Amelie, nhưng mà Amelie không làm được gì cả và team tôi gần như là tan rã trong vai giao tranh này. Sao vậy các bạn ơi? Trời ơi, nãy giờ đầu game là ngon lành gành đào lắm mà, sao bây giờ chết hết vậy?
Pha đó cũng có vẻ như là một lỗi là do tôi anh em à. Bởi vì tôi nghĩ rằng không chỉ là tôi mà anh em cũng sẽ nghĩ rằng tôi sẽ làm như vậy trong giờ pha giao tranh vừa rồi thôi. Không lẽ anh em thấy team bạn ăn kinh công mà để cho nó ăn dễ dàng như vậy đúng không nào? Mặc dù là pha chiêu của tốc biến của tôi quá hay, nhưng mà team tôi không kịp áp sát anh em à. Lữ bố vô đây anh ơi. Ủa sao lại kéo không kéo được? Ôi mà rất là may mắn thay là tôi đã không bóp Alien thêm một lần nào nữa anh em à. Nếu như pha đó mà tôi kéo được Lữ bố vô thành công thì có vẻ như rằng là tôi là cái thằng ăn hại đó đem ơi. Nhiều khi thằng Lữ bố nó còn thoát được pha đó thì chắc Alien nó chửi tôi sắp mặt nha anh em ơi. Rồi và nếu như anh em thấy clip của tôi hay á thì hãy nhớ like nè, share nè, và đặc biệt là hãy subscribe để giúp cho channel của tôi ngày một phát triển nha. Còn cái bí quyết để anh em có thể kéo bách phát bách trúng vị tướng này á thì mình nói thật với anh em nha, không có một bí quyết nào hơn đó chính là anh em phải tập luyện nhiều, và anh em tập đó chính là đoán được cái đường đi nước bước của đối phương thì mình nghĩ rằng anh em sẽ chơi tốt vị tướng này thôi. Vị tướng này cũng không phải là quá khó chơi đâu hai anh em ơi, kéo AD vô này nhưng mà AD nó lại lách qua một bên à, cái gì vậy, thôi xong rồi mất tiêu con rồng rồi. Bây giờ team tôi phải bắt được, phải kéo được một cái thằng chủ lực team bạn thì team tôi mới thắng được anh em ơi. Đó, nhưng mà thực sự là trận đấu này khá là căng nha. Khi mà Toro thì nó cứ đi trước như thế này, nó lấy sai team nó. Nó phát hiện đã hết 5 thành viên team tôi thì làm sao team tôi đánh du kích được. Đánh du kích chính là đắp bụi và đánh anh em ạ. Việt Nam của chúng ta thì rất là nổi tiếng về cái miếng đánh du kích ha. Sorry anh em rất chi là nhiều nha. Đây rồi, từ từ để tôi kéo Natalia quá ngay đi. Hút chiêu cuối, bò nó bật ngay cái miệng khống chế cho Natalia rồi. Bây giờ thì giao tranh tổng sẽ xảy ra. Alien bật chiêu cuối đi, quá hay luôn rồi anh em ơi. Bây giờ thì tấp biến kép góc thành công AD. Quyền Vương đá chiêu 2 vào AD tím bạn. AD tím bạn còn tí xíu máu thôi. Kéo nhưng mà Quyền Vương quá hay. Và Slim là con bài cuối cùng, kết thúc thành viên cuối cùng của team bạn. Và team tôi đã giành chiến thắng hoàn toàn rồi. Lúc nãy là do tự nhiên có điện thoại anh em à, cho nên là tôi buộc phải chuyển cảnh qua cảnh khác, mong anh em thông cảm nha. Nhưng mà không sao cả, bây giờ thì team của chúng ta đã thắng rồi. Và cảm ơn anh em rất nhiều nha. Về vấn đề buôn ngọc thì anh em cứ lên ngọc tăng cơ bình thường. Vậy nha anh em ơi, còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại anh em nè. Bye bye anh em nha. Bye bye. Trời ơi, tối qua coi đá banh mệt quá anh em à. Giờ phải giờ đi ngủ miếng nữa. Ngủ không có đủ giấc, khó chịu lắm anh em à. Bye bye anh em nha. Bye bye.